chưa, đang đóng con thùng, hai thùng gì nữa. Rồi. Làm YouTube hả? Nha, đang cho khách biết mình có bán hàng cho dạo này vậy. Bán yếu quá. Nó đi yếu hả? Ừ. Hai đang hút rồi nó đi luôn hả? Ha, khách nó gọi toàn lấy số lượng vài chục thùng không à. Để có bán luôn nè. Lưới hả? Ừ. Nó đi số lượng nhiều vậy thì cũng... Bữa giờ không nhận, nó nhận là nhận vài trăm thùng rồi đó. Toàn lấy 100, 200 đi công. Ví dụ 40-50 thùng lấy à? 40-50 thùng nhận giờ nào cũng được. Có là hết rồi chứ. Đi hàng đi đâu mà lấy ghê vậy? Đi Trung Quốc. Trung Quốc á? Ừ. Trung Quốc về nó phá rồi mà. Má cây to dữ. Bể ngoài đó mà. ai với hai người trong kia là ai đấy, hình như có người kia đi chơi buôn chung với Trang phải không ta?